lấy rồi. Lắm. Nhặt được một bộ bông tai màu vàng đẹp quá. Đẹp thế nhở? Của ai nhở? Ôi đẹp thế nhở? Cái gì đây? Ui giời ơi, lại còn hoa tai vàng à? Ô dì ơi, sao hả dì? Giỏi thật đấy nhở? Dám lấy tiền lấy ví của dì để mua hoa tai vàng à? Ơ dì ơi dì, cái hoa tai này con bắt được mà. Con còn lấy ví của dì để mua đâu? Bắt được á? Thời buổi này vàng người ta cất hết ở trong két rồi, làm gì có ở ngoài đường mà bắt được. Ơ, là con thề luôn. Thôi đừng có thề nữa. Thôi, tốt nhất là đi ra ngoài ở đi. Alo em ơi, nay cơ quan cho anh nghỉ buổi sáng, tí anh về anh đi qua, anh thăm các con nhá. Ơ, anh bảo anh về nhà thăm con á, thế anh đi đến đâu rồi? Giờ anh đang về rồi, chờ anh nhá. À vâng, anh về đi ạ. Ui giời ơi, lại phải đóng vai, bộ gì kệ tốt bụng ạ. Oh no. Tuấn ơi, Tuấn ơi, ăn sáng nào con. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều bánh thế này, làm sao con ăn hết được? À con ơi, hôm nay mẹ chuẩn bị thêm một cái bánh để cho em ánh đấy. Wow. Mẹ ơi, mọi hôm mẹ đều gọi là mẹ ghẻ của làng mà, sao hôm nay mẹ tốt với em ánh thế? Mẹ thay đổi rồi, từ bây giờ mẹ sẽ trở thành một người dì ghẻ hiền lành, dịu dàng, thích cái vị Bắc Bộ này luôn. Bắc Bộ này. Wow, bất ngờ chưa mấy ông bà già? Thôi chờ mẹ, không được ăn bánh trước đâu nhá, mẹ gọi em ánh được chưa? Okay. Anh ơi! À, dạ. Dì ơi, hôm nay con xin lỗi dì, hôm nay con đang ngủ dậy muộn. Giờ con ra ngoài kia, con chuẩn bị đồ ăn sáng cho dì với cả anh Tuấn luôn ạ. Không, anh ơi. Hôm nay dì đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho con rồi, con chỉ việc ra ăn sáng thôi. Dạ, dì ơi dì đang nói trêu con phải không ạ? À, không, dì thay đổi rồi con ạ. Giờ dì sẽ đối xử tốt với con. Bây giờ con ra để ăn sáng nhá. Ơ, các bạn ơi các bạn, dì mình bảo từ nay dì mình sẽ tốt với mình. Ơ, có phải mình đang mơ không nhở? Không phải mơ đâu con ạ. Bây giờ con ra ăn sáng đi nhá. Dì chuẩn bị bánh mì với sữa cho con rồi đấy. Vâng ạ. Ôi bánh này, nhìn ngon quá, cả sữa nữa này. Quá ra gì mình nói thật à? Ê, anh có lên Tuấn, anh ăn cái bánh nào? Em chọn đi. Này, cái bánh nào bây giờ? Hai cái, cái nào cũng ngon. Thôi, chọn cả hai cái đi. Anh có lên Tuấn, em chọn cả hai cái. Thế anh ăn bằng cái gì? Em ăn một cái thôi. Vâng. Cái nào, lấy cái nào bây giờ nhỉ? Lấy cái này to hơn. Wow, còn sữa nữa này. Anh Tuấn lấy sữa gì? Em chọn đi. Vâng ạ. Mình lấy hai cái này. Dạ, con mời dì ăn sáng ạ. À. Ừ, được rồi, con ăn đi. Vâng ạ. À. Tuấn, ăn đi con. Vâng ạ. À. Anh Tuấn ơi, bố về đây này. Tuấn ơi, anh ơi, bố về đây này. Tuấn ơi, anh ơi. Anh Tuấn, hình như em nghe tiếng bố gọi anh em mình hay sao ấy. Ừ, bố về. Gói đi, giờ em với anh đếm xem có bao nhiêu
pin để chia đôi nhá. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Có 10 gói đi. Mua anh em 5 gói nhá. Vâng anh. Ôi anh cười ngay bóng ra đi. À anh ơi, lần này bố đi làm, ở nhà gì có đồ sửa sốt với con không? Muốn làm gì ghẻ tốt cũng không được.
ràng mình không lấy mà. Đã vội cầm đồ nữa. Ở nhà ra đây ngồi làm gì? Bố ơi, dì đổ cho con lấy ví của dì. Dì đuổi con ra khỏi nhà bố ạ. À, ví của dì á? Đây, bố cầm nhầm đi này. Thân con, thôi đi về đi, cả tối rồi đi. Vâng đi. Ạ. Kể ra cái ví có mấy trăm nghìn mà bù lại được cái đôi vàng này thì cũng đáng. Em, sao lại đuổi ra ngoài này? Nhìn đi, nó lấy trộm tiền để mua vàng thế này. À không, em hiểu nhầm rồi. Ban nãy anh đi làm, anh cầm nhầm cả ví em đi làm thế này. Ủa, đúng ví của em rồi. Ui, tiền vẫn còn nguyên. Ơ, thế cái vàng này, anh, con lấy tiền ở đâu để mua cái vàng này? Con bảo với dì là con bắt được mà. Bắt được á? Chắc là dì làm rơi đấy. Ý. Xin nhá, của dì đấy thì cảm ơn con nhá. Em tha vừa thôi. Bắt được người khác phải trả lại chứ. Nhưng mà sau này em mất vàng như người ta thì có sót không? Anh cứ lo xa, em làm gì có vàng đâu mà mất. Thì cái gì đây? Trời ơi, anh cứ lắm chuyện. Thế thì xả. Cái vàng này dì có mang đến ủy ban nhân dân xem ai mất vàng giả nhá. Vâng ạ. À. Thì còn chuyện em phải ra ngoài thì sao bây giờ? Chuyện nó trùng hợp quá. Bây giờ em mất ví, tự nhiên anh lại mang vàng về. Thì em chẳng nghĩ là anh lấy trộm tiền của em để mua vàng à? Em trước này cứ lừa anh thôi. Đấy, ví em trả đấy nhá. Giờ anh đi làm đây. Ở nhà mà liệu bảo con đấy. Đừng có chạy ra chạy nữa. Thôi, con mang cái này đến trả người ta đi. Rồi về đến cơm. Vâng ạ. Vâng, dậy dọn dẹp nhà cửa đi.